Dạ, xin kính chào tất cả quý con cùng tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ quay về cập nhật về cái hệ thống tuần hoàn cải tiến nha các bạn. Thì hôm nay nợ các bạn cái video này rất là lâu rồi, có rất là nhiều anh em cũng thắc mắc về cái hệ thống tuần hoàn cải tiến. Sau khi mình cải tiến thì mình làm như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ quay lại, mình sẽ nói đi sơ lược cũng như là một cái số cái cải tiến để cho các anh em sau này có làm thì tham khảo nha các bạn. Thì cái thứ nhất, các bạn thấy ở đây là cái dầu nước ra nó khá là mạnh nha các bạn. Ngày trước thì mình cái dầu nước này thì mình chỉ làm là ống 34 thôi, thì là cái lưu lượng nước là chỉ có khoảng tới 8 tiếng trên một ngày thôi. Còn hiện tại là cái nước này là ra cái ống tới 42, là cái lưu lượng nước này hiện tại là khoảng 15 đến 16 khối trong một ngày. Do đó là lọc nó sẽ triệt để hơn, cái lượng nước nó mạnh hơn. Thì để được cái nước mình nó ra nó mạnh như vậy thì cái máy bơm mình rút lên chỗ cái bồn lọc đằng kia nó phải lớn. Thì chút xíu mình sẽ quay cái máy bơm đó để cho bạn xem. Thì để mà nó lọc sạch thì cái lưu lượng nước của chúng ta nó phải lớn. Cái đó là cái điều kiện tiên quyết. Cái thứ hai nữa là cái oxy. Còn thứ ba nữa là cái bồn chứa hạt nhựa. Các bạn thấy cái bể đó là cái bể hay bồn chứa hạt nhựa của mình á. Thì ngày xưa là mình chỉ làm cái bể có 500 lít thôi, nhưng mà hiện nay thì mình làm cái hồ đó tới 2 khối lần. Thì mục đích mình làm cái bể hạt nhựa đằng kia, cái bể 2 khối đó, bể composite đó, nó lớn và nó cao, với mục đích là mình chứa được nhiều hạt nhựa. Cái thứ hai là nó cao, nó dạng cái đáy nó hình phiểu. Thì cái đáy hình phiểu thì nó sẽ cặn, nó sẽ trút về được cái giữa ở chính giữa, thì mình sẽ rút cặn nó rất là dễ dàng. Do đó là cái cặn thì chúng ta có thể là rút bỏ hàng ngày, cái cặn của trong hệ thống bể hạt nhựa các bạn. Còn cái cặn của cái hệ thống của trong cái hố ga của cái bồn xả đáy thì mình cũng phải thiết kế nó lớn hơn nữa. Thì đây, tới đó thì mình sẽ lại quay cái hệ thống lọc cũng như là cái bể, cái hồ chứa chất thải để cho các bạn xem tham khảo. Đây, các bạn thấy cái ống xả. Ngày xưa thì mình làm cái ống nằm, thì bây giờ thì mình làm cái ống đứng. Nhưng mà cái ống chặn, cái ống đứng thì cái ở trong thì mình làm cái ống xả tới 90 lần. Còn cái dòng chặn ở ngoài là ống 168. Còn cái thứ hai nữa là các bạn thấy từ cái mí trong này của cái ống chặn này dưới cái chất tường, các bạn thấy nó xa, có một khoảng nó rất là xa. Thì cái khoảng này là giữa cái từ cái khoảng giữa cái mí ống 168 này tới cái mí tường là 5 tấc nha các bạn. Mục đích mình làm nó xa như vậy á, tại vì các bạn thấy là khi mà cặn á, nó không bao giờ nó nằm sát cái thành. Nhưng mà cặn thường là nó sẽ sấy vòng vòng chính giữa ở khoảng 1/3 của cái cuối hồ. Do đó là khi mà mình làm cái ống xả mà nó nằm ở cái lửng giữa này á, thì nó sẽ rút cặn nó sẽ triệt để hơn so với chúng ta nằm ở sát vách hoặc ở gốc. Cái thứ hai nữa, khi mà chúng ta thay nước á, cái này áp dụng cho cái mô hình mà nuôi nước thay nước hàng ngày cũng được. Các bạn để xa vậy khi mà lương mà nó luồn xuống đây nó nhiều á, thì cái phần ở trên đây nó sẽ trống hơn, thì mình thay nước nó sẽ dễ hơn, nó không có, vì lương nó không có bám, nó không có nghẹt của cái ống xả này. Còn mình làm sát này thì lương mà khi mình thay nước cạn nó luồn xuống đây thì nó sẽ bít cái ống xả này, bít cái miếng chặn, thì nước nó sẽ ra rất là khó, nó sẽ lâu sạch hơn, tốn nước của chúng ta nó nhiều hơn. Còn cái thứ ba nữa, các bạn thấy ở đây là mình nuôi, ngày xưa là mình nuôi dây lông nha các bạn, nhưng mà giờ các bạn thấy là cái nó cũng khác rồi nha. Đây là cái mình là cái dĩ lưới. Cái bữa thì mình làm sẽ một cái video chi tiết về cái dĩ lưới này để mình chia sẻ với con các bạn. Còn thấy là lương nó rút trên đều hết. Ở đây nó hơi ngược sáng như đó, các bạn thấy có thể là nó không được rõ nha các bạn. Nằm nó rút về đặt cái này hết. Các bạn thấy là nước thải nó rút không các bạn? Các bạn thấy nước thải là nó rút rất là mạnh, các bạn thấy nó sấy một cái dòng giữa rất là mạnh. Khi mà nước thải mà nó rút mạnh như vậy thì chắc cặn bã nó sẽ rút vô đây nó sẽ nhiều hơn, nó triệt để hơn. Do đó là cái mục đích của cái hệ thống cải tiến tuần hoàn lần này thì mình làm cái máy bơm chìm nó mạnh là ở chỗ đó. Các bạn thấy là rút nó sấy rất là mạnh ha. Cái ống 168 các bạn sấy một cái dòng giữa rất mạnh, cái lượng nước nó vô ống xả rất là nhiều. Các bạn thấy nè, cặn ở ngoài nó rút vô rất là mạnh nè. Đó là nước ở ngoài của chúng ta, các bạn thấy là nó sạch hơn rất là nhiều. Bình thường cái hệ thống là trước mình làm cái máy bơm nó nhỏ, do đó là nó rút hơi nước nó không có mạnh được, do đó là nước nó xử lý nó không triệt để. Mà thấy lần này là mình nuôi cái mật độ nó dày hơn các bạn, dày hơn lần trước rất là nhiều.
Rồi, ở đây tới mình sẽ quay về cái, đây là cái hệ thống chứa chất thải nha các bạn. Ở đây là cái hố ga, các bạn thấy bề ngang đây là mình làm một mét, khoảng 1m8. Còn bề từ cái vách này qua tới bên đây là 2m, coi như là 1m8 nhân 2m. Bề sâu ở đây là mình làm gần 1m thôi nha các bạn, sâu lắm. Ở đây thì trung tâm của cái hố này, trung tâm của cái hố ga xử lý này. Đây, đây là cái hố ga. Thì ở đây chính giữa thì mình làm cái, ở đây có cái ống để chứa chất thải. Các bạn thấy ở đây là cái nước nó sấy. Các bạn thấy cái dòng nước chảy không? Nó sẽ sấy vòng tròn như vậy. Nó sấy qua đây. Đó, qua đây nó sấy vòng 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 chính giữa thì cặn nó sẽ lắng lại. Đó, các bạn thấy đây cặn nè. Nó cặn nó theo dòng chảy nè. Và những cặn lớn thì nó lắng ngay cái hố ga này. Thì mỗi ngày thì mình chỉ định kỳ là mình rút cái ống này lên thôi. Rút cái ống 140 này lên. Để cho cặn, tại vì cặn nó sẽ tập trung quanh cái ống này, mình rút lên nó thì cặn nó sẽ theo nước nó ra. Mình chỉ cần xả cái hố này thôi, xả ra thì nước nó sẽ chảy quanh đây. Thì ở dưới đây thì mình sẽ kết hợp mình nuôi cái sạch gần với tự tượng các bạn, để nó ăn được chất thải này. Tại vì những cái động vật cái thủy sản mình ăn được nguồn bão hữu cơ thì mình sẽ nuôi, mình lựa chọn những cái loài đó mình nuôi để tận dụng cái nguồn chất thải này. Nó vừa bảo vệ môi trường nước mà nó vừa có được cái nguồn thu thêm cho chúng ta nữa, một công hai việc nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ, các bạn thấy ở đây mình làm cái co không, hay gì ở đây là mình sẽ làm thẳng ra, nhưng mình làm co lơi. Cái co lơi này mục đích là để cho nước nó chảy, để nó bắn theo cái góc nghiêng 45 độ, nó bắn về đây nó sẽ theo lằn vách này, nó sẽ sấy tròn lại. Rồi bên kia thì mình cũng làm cái lơi tương tự gì nữa, có nghĩa là nó sẽ, cái này nó sẽ đảo tròn qua bên theo cái vách này qua bên đây, rồi thằng cái ống bên đây thì nó sẽ đảo tròn qua bên đây lại. Đó, cặn nó sẽ nó lắng tập trung ngay giữa. Để hồi cho nó cạn chút xíu thì mình sẽ coi cho các bạn xem. Rồi cạn rồi, sẽ đóng lại để hồi nó cạn thoát nước mọi người. Thì ở dưới này á thì mình sẽ làm ống lên. Từ đáy của cái hố ga này lên tới cái mí này là 2 tấc nha bạn, có nghĩa là 1 gang tay. Thì ở trong cái hộc bên đây á thì mình sẽ để đá, các bạn thấy lớp đá 1-2 nè, cái ngăn lớp đá 1-2 nè. Thì khi mà nước đó, nó sẽ lòn ở dưới cái đáy dưới này, mình làm một lớp dĩ, mình để đá lên để mình gác cho nó hỏng lên, mình để đá đó thì nước nó sẽ lòn từ dưới đáy đó, nó sẽ lòn ngược lên, nó đem lọc ngược, mình lọc qua cái lớp đá 1-2 này. Thì bên đây thì làm một cái, làm cái ngăn. Thì lớp đá 1-2 này sau khi mà nước được lọc qua cái lớp đá 1-2 đó, sau khi mà lớp nó được lọc qua lớp đá 1-2 này thì nó sẽ tràn ra, nó tràn qua cái ngăn lọc bên đây đó. Các bạn thấy là nước nó ở dưới nó lọc ngược lên, nó tràn ngược lên đây thì nó tràn qua bên cái, nó tràn qua cái thành này. Thì từ cái lớp đá 1-2 này, từ cái mặt của lớp đá 1-2 này lên tới cái thành này đó thì là khoảng có 1 tấc nha các bạn. Nó để cho một cao khoảng 1 tấc. Thì trong cái hộc này thì mình sẽ kết hợp để oxy nữa, làm cho nó có thêm vi sinh. Thì theo khi mà nó tràn qua bên cái ngăn bên đây á, thì mình sẽ để cái máy bơm kìm. Đây, cái máy bơm kìm này công suất rất lớn nha các bạn. Cái đầu ga của nó là 90, cái ống này ga là 90. Thì lên đây mình bóp nhỏ là còn 60 à, để cho nó mạnh, tại vì mình bề cao nó khoảng 1m4, 1m5, 1m4, 1m5 lần, để cho nó cao, nó lên cao mới nổi. Thì cái máy này là cái máy bơm kìm của các coi, 100W trên 1 giờ. Thì cái lưu lượng nước là 25 khối trên 1 giờ nha các bạn. 100W nhưng mà ra được 25 khối là mạnh lắm. Thì đây, thì sau khi mà, đây là cái lượng nước ra của cái máy bơm. Nó lên 1m5 mà nó ra cũng đầy ống, ra được 1 phút nha các bạn. Thì trong đây là cái hạt nhựa, thì cũng giống như tương tự như của cái bể hạt nhựa đợt trước thôi. Nhưng mà mình làm ở đây là cái hạt nhựa nó nhiều hơn. Đợt này là khoảng có 500 lít hạt nhựa. Thì hạt nhựa trong đây thì mình làm cái oxy, đây là cái ống oxy góng 27. Đợt này mình làm cái máy bơm kìm, cái máy oxy nó sẽ lớn, để cho nó cung cấp oxy vừa trong hồ nuôi mà vừa trong cái bể hạt nhựa này luôn. Mà đây, ở đây ở dưới thì mình làm cái khuôn hình vuông. Khuôn hình vuông nó nằm cặp vách đều hết, có nghĩa là một cái khuôn giống như khuôn mình cho lương ăn vậy đó, mình để sâu dưới để cho nó sủi oxy lên. Thì ở đây thì ngày xưa mình khoan, các bạn thấy mình khoan, nhưng mà giờ mình không khoan nữa, tại khoan thì lâu ngày nó sẽ bít. Cái cải tiến thứ tư nữa là mình làm cái này nó bằng lưới mắc cáo anh các bạn, nó không có lạc lột cái hạt nhựa là được rồi. Cái này nó khoảng có 8 phân, còn hạt nhựa mình nó hơn, ố 8 đúng rồi,
8 ly, 8 ly chứ. Cái hạt nhựa mình nó hơn phân, mình làm lỗ này 8 ly, nhưng mà lỗ lưới này thì nó thông hơn là mình khoan. Mình khoan thì lâu ngày nó sẽ bít, còn mình làm lưới này thì sẽ thông hơn. Ở đây trên này thì mình làm cái ống xả tràn. Ví dụ như mà cái dưới này mà nó có bị nghẹt á, thì nước nó dâng lên tới đây thì nó cũng sẽ tràn qua được những cái khe này. Cái khe này sau này chắc nước có thể mình cắt nó hơi thưa hơn. Cái này mình cắt nó dày quá, có thể là nó hơi không hiệu quả. Mình cắt dày thưa hơn nữa thì nó hay hơn. Còn ví dụ như mà nó còn nghẹt ở đây nữa thì trên này các bạn thấy mình làm lốc lưới nữa nè. Đó. Một lốc lưới ở trên cái ống 90 đó, có nghĩa là nếu như nó nghẹt ở đây thì nó tràn lên đây. Ở đây nó nghẹt thì nó sẽ tràn lên mặt đó, nó không có tràn ra ngoài cái hồ, ngoài cái bể, ngoài thành bể được, thì nó sẽ không làm thất thoát cái lượng nước của chúng ta. Đó là cái thay đổi thứ tư của cái hệ thống lọc tuần hoàn này. Đây các bạn thấy là oxy, hệ thống oxy cung cấp cho cái hồ nuôi. Đây là một cái bổ sung thứ năm. Thì thay vì chúng ta chỉ bổ sung oxy cho cái bể hạt nhựa, nhưng mà mình nuôi giờ mật độ nó cao hơn đợt trước, do đó mình sẽ bổ sung thêm oxy cho cái bể nuôi luôn. Là mỗi hồ là có hai cái dây oxy như này. Tại nước cạn các bạn thấy oxy nó lên mạnh, nó lên yếu, nhưng mà bình thường lên mạnh lắm nha các bạn. Đây mình thay nước, tại vì nãy mình rút cái hố ga đó, mình thay nước sẵn, thay nước luôn cho các bạn xem. Đó thì là một số thay đổi của cái hệ thống tuần hoàn cải tiến. Thì các bạn, các anh em, bà con thấy mà cái có cái nào mà nó cần cải tiến mà mình chưa có làm được thì quý con các bạn cứ để comment bên dưới video các bạn, để cùng với Tân Nguyễn khắc phục lại, cũng như là nâng chất cái hệ thống tuần hoàn này để ngày một hiệu quả hơn. Nếu các bạn thấy mà kênh Tân Nguyễn hay thì xin để lại một comment cũng như một đăng ký kênh hoặc là một like để ủng hộ tinh thần cho Tân Nguyễn, để có động lực để làm thêm những video kế tiếp nha quý con các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô con các bạn ở những video kế tiếp nha.